Chỉ riêng hết thảy mỗi
cô là ở đây cô linh tu gì đoạn 12 nghiên cứu kinh thánh, nếu bạn chị em có cái thì giờ thì nghiên cứu từ đoạn 10, 11, 12 thì các anh chị em sẽ thấy rõ rằng Phước Độ Phaolô là một người có một cái kiến thức thần học rất là cao siêu. Ông học rất là giỏi, ông được ngồi ở dưới chân của giáo sư là ông thầy Gamaliel, là một người nổi tiếng nhất thời bây giờ. Là ông còn ngoài ra ông còn là một người đạo đức nào, một người có ơn giảng dạy nào, một người có tấm lòng hy sinh phục vụ bằng hiến cho Chúa, hy sinh vì bản thân mình và yêu thương hội thánh hết lòng. Ông đi nơi này đi nơi kia, ông không để sự sống mình lòng quý nữa, ông đi nơi này đi nơi kia, chịu khổ chịu cực đủ mọi thứ ấy, để mà cái việc hội thánh, để mà chăm sóc cho hội thánh lớn mạnh. Và khi nào hội thánh được lớn mạnh rồi thì ông lại ra đi để thành lập một hội thánh khác. Nhưng con người vĩ đại đó, con người hết lòng yêu mến Chúa đó, lại có một cái dòng sóc, lại có một dòng sóc trong cuộc đời mà là dòng sóc đó khiến ông đau đớn. Và cái điều này á, ông Phaolô ông còn ơn được ơn phước cỡ đó mà ông còn bị dòng sóc cũng như chúng ta. Đây là một điều an ủi lớn cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Và điều thứ nhất tôi muốn chia sẻ với anh chị em là dòng sóc của Phaolô ở đây là gì. Ở trong Kinh Thánh chúng ta thấy chúng ta ra xem đoạn 12 câu 7 đến câu 8. Vậy nên e rằng tôi lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra ấy chăng, thì đã cho tôi thì đã cho một cái dòng sóc còn được tôi, tức là quỷ sứ của Satan để bả tôi và làm cho tôi đừng kiêu ngạo. Đã ba lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó gì sao cô? Vậy thưa ông bạn chị em, cái dòng sóc của Phaolô là cái gì? Ở trong Kinh Thánh không nói ở đây Phaolô chỉ nói là cái dòng sóc thôi mà Phaolô không nói cái dòng sóc đó là cái gì. Nhưng chúng ta có thể căn cứ vào những cái đoạn 10, 11, 12 thì chúng ta cũng một phần nào hiểu được cái sự đau khổ của Phaolô. Có người á thì có những cái sách giải kinh á, có sách thì nói rằng là Phaolô bị một cái chứng bệnh gì đó ở trong cơ thể mà chữa hoài không hết. Còn có sách thì nói là Phaolô bị đau đầu, bị một cái chứng bệnh là đau đầu. Còn có sách thì nói là Phaolô bị mắt mờ không thấy đường. Lý do đó là ông ngày xưa ông bắt bớ hội thánh á, bắt bớ các sứ đồ môn đồ của Chúa đó, ông tàn hại hội thánh, ông đi lên thành Đa Mắc để ông bắt bớ, thì ông gặp Chúa trên đường đi, ông cứ gọi ông té xuống, ông thấy ánh sáng lớn, ông thấy ánh sáng chiếu vô mắt ông, cho ông bị mù. Rồi sau đó ông Hanani á được Chúa sai đến để cầu nguyện cho ông, và cái gì đó rớt ra trong mắt ông như một cái vảy. Thì người ta căn cứ vào đó thì người ta nói cái chuyện đó nó di chứng, nó di chứng làm cho mắt ông bị mù. Nhưng mà tất cả những điều đó đều không có bằng chứng, đều vô căn cứ. Kinh Thánh á, không nói rõ dòng sóc của Phaolô là gì. Và trong Kinh Thánh á, thì cái Kinh Thánh bản truyền thống của chúng ta là cái dòng sóc, không phải là và ở trong Kinh Thánh mà tiếng Hy Lạp á, cái dòng sóc ở đây không phải là cái củi mà chúng ta nấu luôn á, rồi chúng ta bị cái dòng nó xoa nó đâm vô ngón tay. Hồi đó tôi này bị tệ, hồi nhỏ đó là nhà tôi nấu củi, giờ lớn lên hết rồi không biết nấu củi là gì. Thì cái dòng nó đâm vô ngón tay này, lấy cái mà nó khó chịu lắm, chịu được nhất đó là lấy cái kim nó cơi để nó ra, thì một còn nó ra là thấy là hết, không có sao. Nhưng mà cái dòng sóc mà ở đây á là một cái cây nhọn to mà người La Mã dùng để đóng đinh, để đóng xuyên qua thịt, qua tay, qua chân một con người để hành hình á, chứ không phải là ý nghĩa đây là cái dòng sóc mà sóc của cây củi. Cho nên á là ông Phaolô á cũng bị cái dòng, mà nếu mà bình thường chút xíu thì ông đâu cần nói gì, ông đâu cần nghe xin Chúa mà cầu nguyện Chúa mà gỡ ra chỗ. Còn cái dòng này là một cái sự đau đớn trong cuộc đời của Phaolô. Và cái điều thứ nhất mà ông chịu á, cái dòng sóc mà ông chịu là nói xấu. Người ta nói xấu Phaolô ở đây á, Kinh Thánh nói rất là chính xác, quỷ sứ của Satan. Các anh chị em nhìn vào đây chúng ta thấy quỷ sứ của Satan, Kinh Thánh dịch rất là chính xác. Và Kinh Thánh trong tiếng Anh á là messenger of Satan, là messenger là cái người đưa tin, of Satan là quỷ sứ, người đưa tin cho quỷ sứ. Mà khi mà Satan á là nó nắm được cái điểm yếu của mình á là cái gì rồi á, ngày xưa mình có phạm tội lỗi gì rồi á, là nó bắt đầu mình Phaolô mà làm cái chuyện gì á, hoặc giảng đạo, giảng dạy, làm một cái việc gì thành công, thì nó bắt đầu nó đưa một cái tin đó tới, nó đưa tin dữ tới, nó cho
này, ông này ngày xưa là ông đi bắt bớ, tin là bắt bớ hội thánh ông tàn hại thánh, anh nghe tới tên ông là chạy khiếp vía rất là sợ ông. Mà thật vậy Phaolô đã từng là có như thế, đã từng bắt bớ các sứ đồ, các tín đồ, các môn đồ á, đem đi giao nặng nộp cho nhà chức trách và họ có thể giết những người này luôn. Rồi á, ổng đã từng giữ nó sống cho người ta ném đá em đi một cách sự yêu mến Chúa. Một người anh em của chúng ta, người Giu-đa mà anh em của chúng ta mà ổng tán thành cho việc là ném đá em đi, có nghĩa là ổng cũng đã giết, ổng gián tiếp ổng không giết người rồi. Vậy đó nên không có, nên có những một số người đâu có dám nghe Phaolô nói. Mặc dù là Phaolô đã thay đổi, mặc dù là Phaolô đã thay đổi cuộc sống của ông lên được Chúa, biến đổi, ông không còn bắt bớ hội thánh nữa, nhưng cái quá khứ của ông làm cho người ta nghi ngờ, và cái điều đó dẫn đến cái sự làm cho ông buồn, ông đau khổ. Và trong hội thánh của chúng ta cũng vậy, anh em của chúng ta có một cái quá khứ trước đây không tốt, nhưng khi được Chúa thay đổi đời sống, khi tin nhận Chúa, khi ăn năn tội lỗi và được Chúa biến đổi đời sống, thì chúng ta đôi lúc chúng ta cũng nhìn anh em mình với cặp mắt nghi ngờ, với cặp mắt xa lắm, với cặp mắt đề phòng, và cái điều này đã dễ lắm khiến đã rơi vào trong cái trường hợp của ông Phaolô. Và quỷ Satan á, hết lần này đến lần khác nó làm cho Phaolô đau đớn, cứ mà Phaolô làm việc gì đó là nó chọc, nó đem kinh dữ tới đó, là quỷ sứ của Satan. Quỷ sứ của Satan là gì? Là Satan nó có nhiều cấp bậc lắm, cấp trưởng, cấp phó, rồi cấp dưới. Là quỷ sứ này là những cái con quỷ mà đưa tin, là những con quỷ mà tào lao nói xấu, nói hành, nó lừa dối. Quỷ là con quỷ này là cha có sự lừa dối. Và cái điều thứ hai đó là ông bị vu oan, ông đã bị nói xấu rồi ông bị vu oan. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 10 câu 2 á, tôi nài xin anh em chớ ép tôi, khi tôi sẽ có mặt phải dùng sự giản dị mà tôi quan dùng nghịch cùng mấy kẻ kia, tưởng chúng tôi ăn ở theo xác thịt. Ông Phaolô bị vu oan là ăn ở theo xác thịt. Ông nói vậy á, chứ không có làm gì đâu, ông ăn ở như người xác thịt vậy đó. Mà người xác thịt là gì anh chị em biết rồi đó, gian dâm mô ấy, luôn tuồng thần tượng phù phép tranh đấu bên này kia đó. Trong Kinh Thánh cũng nói rõ ra điều đó, mà họ nói Phaolô như là sống như người xác thịt, ăn ở như người xác thịt đó. Rồi ông Phaolô á là ông ở tại ông thành lập, ông gây dựng các anh em tại một thánh Cô-rinh-tô á, ở đó hơn 2 năm. Sau đó ông đi sang thứ khác, khi mà ông ta thấy là hội thánh được đứng vững trên chân của mình rồi đó, là ông đi đến hội thánh khác. Thì ông đang đi đến hội thánh khác và ở tại Ê-phê-sô đó, thì ông được tin là những người mà anh em, những người tín đồ ở hội thánh Cô-rinh-tô á vu oan cho Phaolô như vậy đó. Bây giờ những người Cô-rinh-tô họ trở nên rất là lạ lùng, họ hung bạo với nhau, họ nói hành nói xấu nhau, họ gian dâm, họ ô uế. Và họ còn đổ lỗi cho Phaolô làm những cái điều đó, rồi họ nói Phaolô là sứ đồ giả. Cái điều đó làm cho Phaolô rất là đau lòng. Anh chị em nghĩ xem, mình đổ hết cái công sức, đổ hết tâm huyết, mình yêu thương anh chị em mình gây dựng cho anh chị em mình lớn lên, mà anh chị em mình bây giờ nói đi nói ngược lại mình như vậy, thì là một cái dằn sóc trong cái cuộc đời của Phaolô. Và họ nói xấu như vậy nhằm mục đích là đừng có để cho mọi người được nghe Phaolô nữa. Mà những người nói đó là ai? Những giáo sư giả, những tiên tri giả. Họ cũng là người cũng như là có cái chức sắc trong hội thánh đó. Rồi cái điều thứ ba nữa là Phaolô bị chỉ trích. Cô-rinh-tô nhì đoạn 10 câu 10. Có người nói rằng các thơ của người nặng lời và mạnh bạo và bạo mạnh, nhưng đến khi có mặt thì người yếu đuối và lời nói chẳng có giá trị gì. Họ nói Phaolô là biết thơ thì nói mạnh bạo lắm, nói hay lắm, mà làm cái gì mà nói mà mạnh bạo như vậy. Nhưng mà khi gặp mặt lại thì yếu lắm, nhát lắm, không dám gì, không dám làm gì hết, là chỉ nói thôi, không chứ không có làm đó. Cho nên là anh chị em thấy một người mà đã đổ công đổ sức ra hy sinh cho thánh, đổ nước mắt ra. Phaolô nói rằng tôi dù có nghèo có khổ đến đâu cũng không xin anh em một đồng nào cả. Tự Phaolô làm việc, tự Phaolô kiếm tiền, tự Phaolô sống và tự Phaolô phục vụ các anh chị em mình. Một người mà vừa bị những cái dòng sóc trong cuộc đời, mà vừa phải nín chịu, vừa phải nén trong cái lòng của mình để mà đi ra
phục vụ anh chị em, nâng đỡ anh chị em, cầu nguyện cho anh chị em, rồi khích lệ anh chị em để anh chị em được lớn lên. Vậy mà tất cả những điều đó, những điều anh chị em đó đối xử đối ngược lại với Phaolô, và Phaolô phải chịu lỗi đâu đó. Mà ông bà chị em chúng ta thấy nè, cái người mà mình không quan tâm á, mà hiểu lầm mình á, mà nói xấu mình không kệ, muốn nói gì nói, không liên quan mình. Nhưng cái người mà mình yêu thương á, cái mình người mình hết lòng mình hy sinh, mình là cái nỗi vui nỗi buồn, cái niềm hy vọng của mình, nỗi sống của mình á, mà cái hàng như vợ với chồng đi, mà hiểu lầm mình, mà quay ngược lại với mình, mà phản bội mình, mà nói xấu mình á, thì mình đau biết cỡ nào, mình đau tới thấu tận tim gan luôn. Thì ở đây Phaolô cũng vậy, Phaolô cũng bị đau đến thấu tận tim gan, và cái đó là cũng là một cái dòng sóc trong cuộc đời của Phaolô. Rồi ngoài những cái dòng sóc mà bị tổn thương trong tấm lòng của mình á, thì Phaolô còn có những cái dòng sóc về nỗi khổ của thể xác nữa. Không bạn chị em, cô đến câu nhì, đoạn 11 từ câu 23 đến câu 28: chết như vậy tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng, đôi phen tôi bị gần, tôi gần phải bị chết, 5 lần bị người Giuđa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40, 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu một ngày một đêm, lại nhiều lần tôi đi đường, nguy với sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữ dân mình, nguy với dân ngoại, trong các thành, nguy trong các đoàn bắn, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối, chịu khó nhọc đánh lúc nước đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhìn ăn, chịu lạnh và lõa lồ, còn khi để mọi sự khác, làm mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các hộ thánh. Quá cực khổ, Phaolô quá cực khổ đúng không anh chị em? Ở đây chúng ta có ai mà chịu được như Phaolô chưa? Ai đã từng trải qua sự thử thách như Phaolô chưa? Nhưng Phaolô đã chịu tất cả mọi điều đó, và ông đã không có, bởi vì là lý do vì sao ông nói ra những điều này, lý do là vì quá khải rồi, người ta nói xấu mình quá khải rồi, mình phải nói ra những điều này. Chứ thật sự ông cũng vẫn nén chịu bấy lâu nay trong lòng, làm việc hết sức mình vì Chúa, vì anh chị em mình. Nhưng mà một điều ông đau khổ nhất chính là ông nghe nói là một câu là ông đáng làm sứ đồ của Chúa. Thật sự Phaolô là một người xứng đáng làm sứ đồ của Chúa. Ông là một người mà được Chúa ban ơn cho rất là nhiều, ban ơn cho rất là lớn. Đó là ông được lên đến tầng trời thứ ba, là nơi Paradis là nước thiên đàng không bạn chị em. Ông được thải tù, mà Chúa cho thấy không biết là trong thân xác hay ngoài thân xác. Ông nói ở đây, ông bà chị em chúng ta theo dõi phút trên á của đoạn 12 thì chúng ta sẽ thấy rằng á, ông được đem lên đến tận tầng trời thứ ba, và ông nói rằng cái điều này á, Chúa không cho ông nói là Chúa không cho ông kể ra là ông thấy gì. Nhưng mà chúng ta thấy có ai mà được như Phaolô, có ai mà được đem lên đến tận tầng trời thứ ba, được đem lên đến tầng thiên đàng, được Chúa cho thấy được cái sự vinh quang của Chúa không? Vậy mà Phaolô đã làm và được Chúa cho làm điều, được Chúa ban cho điều đó. Và ông nói gì? E rằng tôi kiêu ngạo. Ông là ông biết mình yếu đuối, vì cái sự kiêu ngạo, Chúa sợ rằng ông kiêu ngạo, cho nên là Chúa đã cho phép ma quỷ để một cái dòng sóc ở trong con người của ông. Và vì như vậy ông mới biết mình yếu đuối và sẵn sàng chịu khổ vì danh Chúa. Anh chị em á, biết mình là tín đồ thật của Chúa ở điểm nào không? Mình là tín đồ thật của Chúa ở điểm mà là mình nhận biết mình yếu đuối, và mình nhận biết mình phải phó thác cuộc đời mình cho Chúa. Mình phó thác hoàn toàn cuộc đời mình cho Chúa, và xin Chúa dẫn dắt cuộc đời của mình, và để cho mình đã sẵn sàng chịu khổ vì danh Chúa, cũng giống như Phaolô vậy. Trong câu 28: còn như kể mọi sự khác, là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các hộ thánh. Anh chị em biết không, một người trang bày á rất là bận rộn, bởi vì á hết người này đến người kia, gia đình người này có vấn đề này, bệnh tật khó khăn, gia đình người kia đổ vỡ hôn nhân rồi nhiều lắm. Và cái người trang bày như Phaolô phải cưu mang, phải cầu nguyện, phải cầu thay, phải nâng đỡ, phải khích lệ nhiều lắm. Và Phaolô á, ai biết được cái nỗi khổ của Phaolô, nhưng mà Phaolô phải nén lại để mà đi phục vụ cho người khác, để mà hy sinh cho người khác.
ngoài việc là đến nhà thờ nhóm lại thờ mất, còn ở lại cùng với luật sư của nhiệm họ về bàn về làm như thế nào để họ thánh mình được phát triển, hoặc là phục vụ trong công việc của như lau nhà, quét nhà, đi làm vệ sinh, rồi đi ra cầu nguyện giải cứu, làm chứng học tinh thánh. Ô, rất là nhiều công việc. Nhưng thưa ông bạn chị em là tất cả những anh chị em đó của chúng ta đâu có ai mà ở không đâu, họ đã dành ra những cái thời giờ vàng bạc quý báu của mình để họ làm công việc Chúa. Đó là vì thánh lòng họ yêu mến Chúa, họ sẵn sàng chịu khổ vì danh Chúa. Nhưng mà đôi khi á gặp những cái dằn sóc ở trong cuộc đời, đó là những cái lời nói chỉ trích, những lời nói xấu ngoan chị em của chúng ta. Có một chị em, có một chị kia chạy đường Chủ Nhật ở hội thánh Phaolô cách đây khoảng 5-6 năm gì đó, thì chị này được ơn, rất là được ơn trong cái sự dạy trường Chủ Nhật. Chúa ban Chúa sức dầu cho chị. Thì trong cái thời gian đó thì chồng chị bỏ chị, đi về với chị và để lại cho chị hai đứa con. Thì có một vài người nói rằng tôi không có nghe chị này nói nữa, tôi không nghe chị này giảng nữa, tư cách gì mà nói hôn nhân không có đồng bạn mà giảng dạy gì cho tôi. Và nói với tôi cái điều đó, cái người đó nói với tôi cái điều đó, và cái người đó không biết chịu học kinh trường Chủ Nhật nữa, học kinh thánh trường Chủ Nhật nữa. Và lúc đó thì tôi cũng không biết làm như thế nào, tôi cũng im lặng thôi. Và cái chị này nghe như vậy thì rất là đau khổ, rất là buồn. Và người ta còn nói, ngồi ở trong cái lớp học á, Chủ Nhật người ta còn nói là chị nghĩ đi, chị không có xứng đáng đâu, gia đình chị đâu có tốt đẹp gì mà chị đứng lên đây thì giảng dạy lời của Chúa. Nhưng mà kệ tôi, của chị vẫn mặc dù là chị rất là đau khổ, chị rất là buồn, mà chị vẫn tiếp tục dạy trường Chủ Nhật. Chúa vẫn ban ơn cho chị, Chúa còn cho chị có cái công việc làm mà nuôi được hai con lớn lên trưởng thành, học đại học, hai đứa cùng học đại học, và bây giờ ra trường đi làm hết. Và cảm tạ ngợi khen Chúa vì Chúa đã ban ơn cho chị và sức dầu trên cái công việc của chị, mặc dù chị gặp cái dằn sóc trong đời sống hôn nhân, nhưng mà và những cái dằn sóc ở bên ngoài, những lời nói vu oan chỉ trích cho chị, nhưng mà chị vẫn đứng vững. Các chị em ơi, người ta đã khốn khổ rồi, đã cô đơn rồi, đã bất hạnh trong hôn nhân rồi, mà mình còn chỉ trích chị em của chúng ta để làm gì, trong khi họ hầu vị Chúa một cách tự nguyện, chẳng có đồng lương nào cả. Rồi thường chúng ta thường hay truy tìm cái nguyên nhân của sự đau khổ, nguyên nhân của dằn sóc. Có người này gặp cái chuyện này, bạn này cái sự tự tác kia, mình bắt đầu suy nghĩ lý do nào của cái chị này như vậy. Có nhiều chị đó thì có nhiều người, có anh, có nhiều ông, nhiều bà thì tại vì người ta không có đi nhóm thường xuyên, này là gì, chúng ta không truy tìm nguyên nhân, không định tội, không phán xét anh chị em mình. Bởi vì sao? Trong một cái câu chuyện trong kinh thánh, có một ông đó, có một người đàn ông đó bị mù, và các môn đồ hỏi Chúa Giêsu là lý do nào vì sao ông này bị mù á, là tội của tổ phụ, hay là bị mù tội của ổng, hay là bị mù như thế nào? Thì Chúa nói là ổng có tội gì đó, tội đó không có bị, không có nguyên nhân gì hết á. Do đó không phải là cứ tội, cứ bị hoạn nạn, bị thử thách lại chúng ta quy thành tội. Và ở trong hội thánh của chúng ta vậy, tôi thấy rằng là có ngày xưa có thầy lên đó là được về với Chúa một cách bất ngờ. Ở trong một tay này tôi cũng có một người em cũng bị chết đuối, cũng được đem về với Chúa. Và có một cái đầy tớ Chúa đó nói rằng sở dĩ mà anh chị em của chúng ta đang hầu về Chúa đó, đang hầu về Chúa mạnh mẽ mà được Chúa cất đi như vậy á, là Chúa biết rằng sau này họ sẽ phạm một tội gì đó ghê gớm lắm, cho nên Chúa cất đi trước. Tôi không đồng ý điều đó, bởi vì Chúa có một cái chương trình tốt đẹp nhất cho mỗi đời sống của anh chị chúng ta, của mỗi đời sống chúng ta. Và cái điều nào đẹp lòng Chúa thì Chúa sẽ hành động, và Chúa sẽ làm sắp xếp cho chúng ta những cái điều tốt nhất, chứ không phải là Chúa làm chúng ta là những con cờ. Chúng ta dùng những con cờ là người A, người B, người C này, người A này sống tới 33 tuổi thì người C chết, người C á là sống tới 12 tuổi là bị bệnh chết hay là sao. Chúng ta không phải là những con cờ, mà Chúa không phải là cái người mà đứng là ngồi đánh cờ, nhưng mà Chúa luôn luôn nhìn thấu hết những cái hoàn cảnh trong cuộc đời của chúng ta, và Chúa xếp sẵn cho chúng ta một cách tốt nhất theo ý muốn của Ngài. Cho đó chúng ta hãy phụng phục ý Chúa, và chúng ta chịu khổ vì danh Chúa để chúng ta
nhận được ân điển của Chúa càng hơn. Và tiếp theo nữa là cái lý do nào mà và khi mà chúng ta nãy tôi nói là tìm nguyên nhân, chúng ta truy tìm nguyên nhân của một sự hoạn nạn đó, thì tôi kể một câu chuyện nữa là có một cái ông bà mục sư kia, câu chuyện này á, nếu mà tôi kể mà chi tiết đó thì thật là buồn bã, thật là ly kỳ và hấp dẫn, nhưng mà đây là một cái vấn đề tế nhị, tôi không kể chi tiết ra. Ông bà mục sư này có một người con trai, người con trai này á phạm tội giết người, sau đó đó là ông nghe học tới và bắt được con trai đi. Ông bà mục sư này đang quản nhiệm một hội thánh, và hội thánh đó cũng được rất là đông tín đồ, mà ông bà là một người được ơn được sự sức dầu của Chúa, ông bà có người sống tin tiếng Chúa, yêu mến Chúa vậy đó. Nhưng mà khi mà học, khi mà ông an học tới bắt con trai ông rồi đi, thì từ đó là không ai đi đến như nhà thờ nhớ nữa, và ông không tiếp tục hầu việc nữa. Ông đi đâu ông cũng bị xa lắm á, bởi vì sao? Con trai của các ông này là phạm tội giết người. Mình lấy gì mình nghe người ta, và cái dòng sóc trong cuộc đời của ông bà là khiến cho ông bà đau khổ đến bây giờ. Nhưng cảm tạ ơn ông bà vẫn không từ bỏ cái chức vụ của mình, vẫn âm thầm, vẫn đi ra làm chứng, vẫn đi ra nói về Chúa cho những người nào chưa biết về Chúa. Ai xa lắm thì xa lắm thôi, đó là ông đã chịu biết điều đó, sự đau khổ đó. Đau khổ lắm anh chị em ơi, mình có một đứa con mà đứa con đó không có lời, mình cũng đã đau lòng rồi. Ông đã bị đau lòng về đứa con của mình rồi, đau lòng về hội thánh nữa, về những anh chị em của mình nữa. Và lý do nào mà Chúa từ chối Phaolô? Nhưng Chúa phán rằng ơn điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Lý do nào Chúa từ chối Phaolô? Phaolô đã được Chúa cho cải tử là đi đến tầng trời thứ ba rồi, được ơn phước quá chừng rồi vậy á. Và lý do nào? Nhưng mà tiếp theo đó đáng lẽ ông cũng nói ra, ông không có khoe mình, ông không có nói ra điều này, nhưng mà tại vì quá đáng lắm rồi, giờ ông không ông phải chứng minh rằng ông là một sứ đồ đặc biệt quá. Và ông nói rằng e rằng tôi lên mình kiêu ngạo nên Chúa đã cho tôi một cái dòng sóc vào cuộc tôi. Nếu chúng ta bị một cái dòng sóc vào thịt thì phản ứng đầu tiên chúng ta là xin Chúa làm ơn lấy lại cho con, xin Chúa lấy lại cho con. Và con luôn cũng vậy, ông xin Chúa lấy cái dòng đó ra. Nhưng Chúa đã nói là ơn điển của Chúa đủ cho ông rồi, và ông đã xin Chúa ba lần cái gỡ cái dòng sóc ra cho ông, nhưng mà Chúa không gỡ. Chúa không phải là Chúa lấy cái dòng mà Chúa đâm vô thịt của Phaolô. Ở đây Kinh Thánh không nói như vậy, nhưng mà nói một cách lâu nay cho ông bà chị hiểu, đây là một cái dòng sóc mà ma quỷ đưa đến, nhưng Chúa cho phép nó làm điều đó để Phaolô có cái sự hạ mình, có cái sự kiêu ngạo, và không bị cái sự kiêu ngạo đã làm cho ông mất linh hồn. Nếu như ông Phaolô á không có một cái dòng sóc đó thì e rằng ông kiêu ngạo, bởi vì ông có quá nhiều á phước rồi, ông không có thiếu thứ gì á, ông không có thiếu ơn phước nào á, nào là học hành kiến thức, một mình ông còn biết 1/3 sách Tân Ước, Tân Ước có 27 sách mà ông Phaolô biết 1/3 sách, mà Kinh Thánh á mà biết được một sách là quý vô cùng, quý báu vô cùng, người giỏi vô cùng rồi, còn biết được 1/3 sách. Và từ của bài học của Phaolô chúng ta thấy rằng Chúa để những cái dòng sóc trong cuộc đời của chúng ta để chúng ta đừng có lên mình kêu ngạo. Và ông Phaolô không phải là Chúa gỡ dòng sóc cho ông, Chúa đã gỡ cho ông rất là nhiều dòng sóc, nhưng mà không phải là Chúa gỡ 100%, nhưng mà Chúa còn để lại một cái dòng sóc, một vài cái dòng sóc để Phaolô được trở nên kêu ngạo. Chúng ta coi một lần nữa, tôi đi ra sân bay Tân Sơn Nhất á, thì tôi thấy có cái người phụ nữ kia, có một cái bạn kia dẫn theo đứa con mà có cái sợi dây, như là tôi thấy tôi mắc cười đó, giống như dẫn chó đi chơi vậy đó. Nhưng mà suy nghĩ lại á thì tôi thấy là họ làm cái điều này rất là đúng, bởi vì sao? Con nít á nó chạy tùm lum hết á, nó chạy đầu này chạy đầu kia, mà đi ra sân bay là nơi đông người, và nó chạy đi mới nó mà làm mà không tìm được con mình rồi, lúc đó mình phải đi lên máy bay. Do đó là thường thường các người phụ nữ hay có một cái sợi dây để cột con mình đi theo như vậy. Thì chú cũng vậy, nếu mà Phaolô được lên đến tầng trời thứ ba rồi, được thấy cái sự vinh quang, sự vinh diệu của Chúa, được hiểu rõ, được thông biết mọi sự hiểu biết rồi, bây giờ còn cái gì nữa đâu thiếu cho ông nữa, mà chú không để một cái dòng sóc, chú không có một cái sợi dây nắm Phaolô kéo lại, thì chắc chắn là Phaolô sẽ như nào. Và ngày hôm nay anh chị em, ông bạn chị chúng ta cũng vậy, nếu mà trong cuộc đời của chúng ta cái gì cũng tốt lắm, cái gì là ok 100%,
và chúng ta khỏe mạnh bệnh không có bệnh hoạn gì, chúng ta cầu nguyện Chúa, cầu nguyện cái đâu cứ nhận lời cái đó. Rồi chúng ta còn, nếu mà chúng ta cứ sống như vậy á thì chúng ta còn nhớ đến ơn Chúa hay không, và chúng ta còn nghĩ còn có cái sự khiêm nhường không, hay là chúng ta lên mình kiêu ngạo mà nào chúng ta hôm nay, và cái ơn phước và cái ân điển của Chúa ban cho chúng ta đó, trước đây chúng ta là người như thế nào, chúng ta là người tội lỗi không xứng đáng, nhưng Chúa đã cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi, Chúa ban ơn điển cho chúng ta. Và nhiều khi đó, chúng ta nghĩ rằng à, cái này à, đương nhiên là Chúa phải làm cho con, đương nhiên à, có nhiều có một số người vậy đó. À, có một em bé đó đi à, khi mà cứ cho nó kẹo mà, và một ngày nào đó nó nghĩ là đương nhiên là mình phải cho nó kẹo, mà nếu mà mình không cho nó kẹo là nó lăn lùng, là nó khóc, nó nằm vạ, bởi vì sao, nó nghĩ rằng đương nhiên mình phải cho nó kẹo. Thì chúng ta cũng vậy, nhiều khi Chúa ban ơn cho chúng ta nhiều quá và chúng ta nghĩ là đương nhiên là con phải được đi vậy, nhưng mà chúng ta không nghĩ lại rằng mình không xứng đáng, nhưng vì ơn điển của Chúa mà Chúa ban cho chúng ta điều đó. Cho nên chúng ta không đi theo ý riêng mình, chúng ta phải có một cái sự nhờ cậy nơi Chúa, có một sự khiêm nhường hạ mình ở nơi Chúa. À, có một ông mục sư này, hai bà mục sư này bên Mỹ, có một tâm tình hầu việc Chúa rất là tốt sáng. Ông đi về Việt Nam 45 lần. Ông có một người con trai học giỏi, đẹp trai, học ở đại học Harvard. Đại học Harvard là một đại học nổi tiếng nhất ở bên Mỹ ở và nổi tiếng nhất thế giới. Và khi mà con trai ổng nó học xong ra trường rồi á thì á, không từ nhỏ là được ông bà nuôi dạy trong lời Chúa, à, đi dẫn đi nhà thờ thờ phượng Chúa. Nhưng mà đến khi nó học xong ra trường, nó trưởng thành rồi á, nó làm gì ông bà cũng dạy nhau, nó là giáo sư của một trường mà vô cùng chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Còn trong khi ông bà á thì là người hầu việc Đức Chúa Trời, người mà đi ra giảng đạo về Đức Chúa Trời. Do đó là nó mới nói với ông bà rằng á, nếu ba mẹ mà không từ bỏ Đức Chúa Trời, không chống nghịch lại Đức Chúa Trời thì con sẽ không nhìn mặt ba mẹ, và nó bỏ nhà nó đi, coi như mất, không mất tích, không có biết lý do, không có liên lạc, không có biết tin tức gì của nó hết 3 năm. Ông bà đổ nước mắt ra, khóc lóc và cầu nguyện Chúa rất là nhiều. À, rồi á, ông bà đã muốn thám tử á, để đi tìm nó, và thật là rớ rêu khi mà gặp nó đó là ở khi mà hai vợ chồng ông bà đi xuống một sân bay, thì cùng đi cái sân bay đó là con ông bà cũng đi xuống, và ông bà chỉ đứng nhìn xa xa thấy con mình mà nước mắt nó tuôn trào. Lúc mà ông làm chứng, ông tâm tình với ông thánh á, nước mắt ông tuôn ra gì nè, một người đàn ông mà khóc nước mắt tuôn xuống gì nè, không kịp mà lau luôn á. Thì ông đau khổ đến mức nào, một người con, một cha mẹ thì đi nhà thờ cầu nguyện Chúa, giảng dạy về Chúa, còn một người con thì chống lại Đức Chúa. Mà trước đây ai nhìn vào trong gia đình ông cũng khen rằng gia đình ông thật là khó xứ, bởi vì con ông học giỏi, ngoan ngoãn và yêu mến Chúa. Đó cũng là một chăm sóc trong cuộc đời của ông, và đến tận bây giờ con ông cũng vẫn như vậy, chưa quay về với Chúa. Ông khóc vì con ông sẽ bị mất linh hồn. Và sở dĩ Chúa không gỡ cái chăm sóc ra khỏi cuộc đời của chúng ta là vì Ngài yêu chúng ta. Ngài không muốn chúng ta bị chết mất, Ngài không muốn chúng ta đi quá xa, đi kiêu ngạo mà đi sai Chúa. Có những tà giáo xuất hiện nhiều hiện nay là vì lý do là sự kiêu ngạo, giỏi quá, giỏi kinh thánh quá, bắt đầu kiêu ngạo, tách ra lập một giáo phái mới là tà giáo. Trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 1 câu 4, Ngài yêu của chúng tôi trong mọi sự cố nạn, hầu cho sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự cố nạn nào gặp. Có nghĩa là sao không bạn kia, Chúa cho phép cái dòng sóc trong cuộc đời của chúng ta để chúng ta có thể yên ủi kẻ khác. Chúng ta có trải qua nỗi khổ đó, chúng ta có nạn trải qua nỗi đau đó thì chúng ta mới hiểu được cái nỗi đau của người khác là như thế nào. Những người mà nghiện á, họ khi mà họ được Chúa kêu gọi để làm công việc Chúa, để đi ra làm công việc Chúa, họ có một cái ơn chăm sóc người nghiện rất là hay. Nếu mà người không nghiện gì hết thì không có chăm sóc tốt bằng những người đã từng nghiện nhau mà được Chúa biến đổi đời sống á. Do đó là khi mà chúng ta đã trải qua sự đau khổ rồi, Chúa đã cho phép những cái dòng sóc đó trong cuộc đời của chúng ta rồi, thì chúng ta mới có thể đi ủi được kẻ khác. Con gái tôi nó đi leo núi, nó về nó bị đau hai cái chân, nó bị đau cơ, nó không có đi đứng gì được, nằm hoài đó, nằm 2-3 ngày vậy đó. Xong nó mới nói là bây giờ cũng mới hiểu được rằng á là cái sự đau
là nó nhức ở trong xương luôn chứ không phải là nó nhức ở ở bên ngoài. Và nếu mà một người nào mà bị khớp á, thì tôi sẽ rất là thông cảm được với người đó, bởi vì mình đã từng bị bệnh khớp giống như họ. Và do đó chúng ta có trải qua nỗi đau khổ rồi thì chúng ta mới cảm thông được những hoàn cảnh đau khổ của người khác. Và cái điều thứ ba là chúng ta vượt qua nghịch cảnh, đó là chúng ta vượt qua những cái dòng sóc đó để chúng ta hồi Chúa. Đoạn 12 câu 9 câu 10: vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đức Christ ở trong tôi. Cho nên tôi vì Đức Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhút nhơ, cứu nhặt, bắt bớ khốn khó. Vì khi tôi yếu đuối ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Những dòng sóc trong cuộc đời của chúng ta đó là gì? Mỗi ông bạn chị em chúng ta đều hiểu rõ những dòng sóc đó như thế nào, sự đau khổ nó như thế nào. Nhưng mà chúng ta nhận biết sự yếu đuối của mình, và chính lúc chúng ta nhận biết sự yếu đuối đó thì Chúa sẽ ban sức mạnh cho chúng ta. Chính vì Phaolô nhận biết sự yếu đuối của mình nên Chúa ban sức mạnh cho Phaolô. Và xin Chúa ngài ban sức mạnh cho chúng ta phó thác cho Chúa để chúng ta tiếp tục bước đi với ngài trong một buổi hội đồng phụ nữ á, hội linh phụ nữ ở tại thành phố Hồ Chí Minh á. Thì có một cái chị người chị em đó giơ tay lên cho tôi được lên đàn trước, cho tôi được lên hát. Thì người ta mới người ta mới đẩy cái xe, chị đi xe lăn đẩy cái xe lên như vậy, đẩy lên cái chị hát cái bài Tỏ Lòng. Có Chúa dắt đưa đời tôi thấy tỏ lòng, đời tôi bay cao như chim vượt qua không gian mênh mông. Mà trong khi đó chị là người tàn tật mà chị hát một cách rạng rỡ, gương mặt chị sáng ngời. Và khi mà chị hát như vậy thì hội chúng á, ai nấy đều đã muốn khóc nước mắt rồi. Và sau khi mà chị hát xong á thì chị nói là cho phép em làm chứng được một ca, cho phép em làm chứng em mấy câu. Các chị á thấy em bình thường nhưng mà thật ra là em bị mù. Chúng ta cái chị này á là mới nhìn thì không thấy gì mù hết trơn á, giống như người bình thường như chúng ta vậy, nhưng mà thật ra là em bị mù, em không thấy được. Bài hát này em nghe nhiều nên em buồn, em lên nghe em hát. Chị này á là bị một tai nạn, trong cái tai nạn giao thông đó thì chị bị tàn tật rồi chị bị mù luôn. Rồi người chồng của chị á thì cũng yêu thương chị đó, nhưng cái tình yêu của người chồng không đủ để lo cho chị, hy sinh cho chị suốt cuộc đời. Cho nên là anh lo cho chị đâu được 1-2 năm gì đó là anh bỏ nhà, anh bỏ đi, bỏ mấy người con đi. Thì hội thánh đó mới thương tình, mới đem mấy đứa con đi vô nhà đồng hương. Còn chị á thì ngủ trên xe lăn, rồi mỗi ngày đi sắp ôm đi sắp ôm ra cái nhà tư đường đó, bán rấy tài bán tâm, nghèo lắm, chỉ nghèo lắm. Người ta ai cho gì thì ăn nấy, ai cho cái gì thì mặc cái nấy. Bữa đó đó cũng mặc áo dài trẻ cũng lưng cũng làm chứng, và nghĩ là mà không ai thấy chỉ là một con người bất hạnh hết. Chỉ nói rằng người ngoài nhìn thấy em á, ai cũng nói em là bất hạnh, nhưng em rất là hạnh phúc bởi vì em có Chúa, em có Chúa đời em, cuộc đời em khỏi lòng, được cuộc đời em bình an, cuộc đời em hạnh phúc, em không có buồn gì hết. Và tôi nghe chị làm chứng như vậy á, tôi thật là cảm động, nước mắt chảy ra. Bởi vì sao? Bởi vì tôi thấy mình còn nhiều cái để hơn chị đó quá. Chú ơi, con có nhiều thứ hơn chị này quá, mà đôi lúc con cứ buồn rầu. Con cảm thấy như là con thất vọng, con chán nản, bởi vì con gặp những cái điều này điều kia, những cái dòng sóc trong cuộc đời của con. Và qua cái tấm gương của chị này thì tôi thấy rằng thật là mình hạnh phúc, biết là dường bao mình không có đáng gì so với những cái dòng sóc của người khác hết, mà người ta vẫn vững vàng trong Chúa vì người ta có một tình yêu mãnh liệt từ nơi Chúa ban cho, và người ta sẵn sàng vượt qua mọi bão tố thử thách trong cuộc đời. Và Chúa có phán với Phaolô rằng ân điển ta đã đủ cho ngươi rồi. Các anh chị em biết ngọc trai, cái con trai mà người ta lấy cái ngọc ở trong miệng đó, là cái con này á là nó bên ngoài nó có một cái lớp sừng, nó có một lớp vỏ cứng, rồi nó khép miệng lại như vậy. Nhưng mà nó có nhiệm vụ á là nó lọc nước, mà mình, khi mà mình lấy những cái con trai mình bỏ vô cái xô nước dơ á, một hồi á là nó hút cái nước dơ vô trong người nó và nó nhả ra cái nước sạch, cái xô nước trong veo à. Thì á những cái nước dơ nó, những cái nước dơ đó nó bám vô trong cái thịt nó đó, nó đầu và Chúa cấu tạo cho nó tự nhiên, con trong cái con trai nó tiến
rừ, cái chất xạ rừ để bọc lại những cái chướng ngại, những cái hột cát, những cái tạp chất đó, để cho nó là đừng có bị đau cái cơ thể nó. Và dần dần mỗi ngày cái viên nó thật là to và nó đẹp và nó quý giá ở trước mặt Chúa. Đời sống của chúng ta cũng vậy, Chúa để cái dòng sóc trong cuộc đời chúng ta, nhưng Chúa ban ơn điển cho chúng ta bù vào bọc lấy những cái dòng sóc đó để chúng ta đừng đau đớn. Nhưng mà khi chúng ta vượt qua được những nghịch cảnh rồi thì chúng ta sẽ trở nên tinh rồng, chúng ta sẽ là những viên ngọc trai đẹp lòng trước mặt Chúa. Và Chúa không có gỡ cái dòng đó ra, nhưng Chúa cứ tiếp tục bù vào ơn phước của đó. Mục đích của Chúa là biến cái dòng đó thành ơn phước của chúng ta. Và nếu chúng ta vượt qua được, chúng ta nhận biết mình Chúa, chúng ta có được sức mạnh từ Đức Chúa, thì chắc chắn mọi ngục tù, mọi khốn khó, mọi bắt bớ, mọi sự khác đến, chúng ta đều vượt qua khỏi. Và tôi xin tóm tắt lại những cái gì mà chúng ta vừa học. Dòng sóc của Phaolô, dòng sóc của Phaolô là gì? Là bị nói xấu, bị vu oan, bị chỉ trích, bị tổn thương trong cuộc đời. Dòng sóc của Phaolô bị tổn thương trong đời và cũng là của chúng ta. Rồi dòng sóc của Phaolô cũng là những cái sự cố khó, bắt bớ, nghẹn ngặt, thiếu thiếu rõ lộ. Rồi á, và cái lý do nào mà Chúa từ chối Phaolô? Cái điều thứ hai, lý do nào mà Chúa từ chối Phaolô? Để cho Phaolô đừng kiêu ngạo. Chúa từ chối Phaolô, Chúa không lấy cái dòng sóc ra để cho Phaolô đừng kiêu ngạo. Và để cho chúng ta cũng vậy, cũng đừng kiêu ngạo, và chúng ta có thể yên ủi người khác. Nếu chúng ta có sự đau khổ, chúng ta trải qua sự đau khổ, chúng ta có thể cảm thông với người khác và yên ủi người khác. Và điều thứ ba là vượt qua nghịch cảnh. Vượt qua nghịch cảnh là nhận biết mình Chúa đuối. Làm thế nào chúng ta vượt qua những cái dòng sóc đó? Nhận biết mình Chúa đuối, phó thác mình hoàn toàn cho Chúa và sẵn sàng chịu khổ vì danh Chúa. Chúng ta dám đi ra, dám sẵn sàng chịu khổ thì Chúa sẽ ban ơn phước cho chúng ta. Và ước mong rằng hết thảy mỗi chúng ta mỗi ngày đều được ơn điển Chúa ban cho chúng ta, để biến cái dòng sóc trong cuộc đời của chúng ta trở thành những ơn phước, những viên ngọc đẹp lòng trước mặt Chúa. Amen.